Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tại lúc này thì đang là một hộp Star Trek mới nhất của UZ, và nó đang cập nhật cái rule cũng như cái luật mới nhất của UZO hiện nay. Vâng, đó là hộp Star Trek Link Warfare UZO. Đây là một cái sách Star Trek nói về phần mới của UZ là V-Ren, nó còn chưa ra mắt. Vâng, về cái series anime tất nhiên là chưa ra mắt rồi, và đây có thể nhìn thấy là nhân vật chính của chúng ta. Vâng, nhân vật chính của series mới này, mọi người rất là ngỡ ngàng để chưa biết Link Morpher là quái thú như thế nào, cũng như là đây là Star Trek giúp cho chúng ta có thể lần đầu tiên tiếp cận được với Link Morpher, cũng như là hệ thống thay đổi luật chơi mới của Konami trong những cái giải đấu competitive. Và không nói nhiều nữa, tôi xin phép được mở ngay cái hộp này. Vâng, một hộp Star Trek này đến từ GP. Đây là họ làm rất là cẩn thận, bóc cũng rất là khó, không phải muốn bóc mà bóc được nhanh được. Sẽ rất là nhiều bạn lạ lẫm khi mà nhìn thấy những con quái thú mới ở trong cái hộp Star Trek này. Làm sao rồi, tôi sẽ giải thích. Đó, okay. Đầu tiên là cái quật runebook. Vâng, runebook này thì dày đến gấp đôi runebook của thời XV. Vâng, nó đã thay đổi luật rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Từ những cái luật cơ bản đến những luật phức tạp, nó thay đổi rất là nhiều. Đó, và có hẳn thêm một phần mới là Link Monster Playmat. Đó, đây là một review của sản phẩm của GP. Vâng, thưa các bạn, còn sản phẩm này bản tiếng Anh thì có lẽ là phải đến 4 đến 5 tháng nữa chúng ta mới có được cơ hội để bản tiếng Anh. Và các bạn nhìn thấy là Obendulum Monster đã thể hiện tại là chuyển cùng với ô Spellcraft các zone. Vâng, ô Obendulum Monster vào trên này, ở trên này sẽ lồi ra nữa là hai ô Link Monster. Vâng, không hiểu, tôi sẽ mở cái hộp này ra này. Dark Pride. Đây, chúng ta nhìn thấy luôn là những quái thú Link Monster. Đây là những quái thú Link Monster xuất hiện đầu tiên trên thế giới. Và quái thú rất đẹp, và nó không có sức tấn công. Nó không sức phòng thủ, nó chỉ có sức tấn công thôi. Quân bài nhìn qua hoặc nhìn rất là giống với những lá bài Ritual, nhưng mà với cái màu xanh tím của nó thì đậm hơn, màu đậm hơn. Và các bạn chú ý những cái mũi tên ở đây, những cái mũi tên này là những cái ô mà chúng ta được phép ra quái thú từ Extra Monster. Vâng, những con bài áp rất là đẹp, bạn thể chú nhìn thấy được. Một con hệ đáp, một con hệ Light và một con hệ Earth. Và tiếp đến là những monster trong cái Star Trek này. Đầu tiên là một cái thú level 5, khá là đẹp. Normal Monster cộng 2000, cộng 600. Không biết con này chơi được cái gì đây. Vâng, một con cừu trông không có gì dễ thương gì cả. Brom. Vâng, Star Trek của GP bây giờ làm rất là đẹp. Vâng, hàng foil, ống bánh, mượt mà. Nó là common, như là con nào có ba leo holo. Vâng, đây là rất là nhiều những hàng step rồi, như là Monster Reborn, cũng như là Middle Fork Cyber Dragon này, Photon Thruster, quái thú rất là phổ biến. Sangan, con Sangan này bây giờ được thả 3 rồi các bạn này. Kuribandit, Masmalon, Kakari, Rico, Butter Feather, Swift Gagrawang, Effect Veiler, Dark Hole, MSD, Book of Moon, Forbidden Land, United We Stand, Board of Avarai, Board of Unity, Surprise Squad. Đây là con gì tôi quên tên rồi, con mà giảm công theo level. Con này là Terraforming, Cold of the Haunted, Torrent, Doanh nghiệp Adjuction, Boston Digital Hole, Combun, Ferris Chain và Dark Rai. Vâng, rất là nhiều những hàng staple có trong cái Star Trek năm 2017 này, cùng với ba quái thú Link Monster có thể nói là cực kỳ đẹp. Vâng, cực kỳ đẹp luôn. Vâng, nó là những lá bài khởi đầu giống như là Stardust Dragon, Utopia hay là đó, những con khởi đầu trong những lá bài này.
Ok, như vậy là clip review của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này và hẹn gặp lại các bạn.